Xin chào quý vị và các bạn, tác dụng của việc ngâm chân thì chúng ta đều đã biết rồi. Nó giúp xua tan đi cảm giác đau nhức mệt mỏi, giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt sau những ngày dài làm việc căng thẳng. Và trong thời tiết se lạnh như thế này, nếu như các bạn ngâm chân với nước ấm trước khi đi ngủ thì sẽ có một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Trong video ngày hôm nay, Thu Phương giới thiệu đến các bạn chiếc bồn massage ngâm chân đa năng BioFTP H5. Và sản phẩm này bên cạnh chức năng massage chân thì còn có khả năng giữ nước ấm. Và sản phẩm này sẽ rất lý tưởng cho bạn chăm sóc cho bản thân cũng như những người thân yêu trong gia đình đấy. Bồn ngâm chân massage đa năng FTP H5 đến từ thương hiệu Rio nổi tiếng. Đây là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho mọi người. Bồn được thiết kế với cấu tạo gồm nắp chống tràn nước, bảng điều khiển, đèn hồng ngoại, khay đựng hương liệu, lỗ sưởi khí thủy lực, con lăn massage, bồn chứa nước. Trong đó bảng điều khiển gồm các chức năng nút nguồn, bật tắt, điều chỉnh đường nhiệt độ nước. Nước điều chỉnh nhiệt độ nước, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ khoảng 35 độ C đến 48 độ C. Nút chọn đèn hồng ngoại và chức năng sủi. Nút chọn chức năng rung. Màn hình LED hiển thị. So với các sản phẩm bồn ngâm chân trên thị trường thì Rio FTP H5 đảm bảo an toàn tuyệt đối và được tích hợp nhiều tính năng hơn: chức năng massage giữ ấm nước ở nhiệt độ lý tưởng, chức năng đèn hồng ngoại giúp lưu thông máu, chức năng sủi bọt khí giúp đôi chân được thư giãn hơn khi sử dụng. Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp ngâm chân với hương liệu hoặc tinh dầu sẽ cải thiện khả năng massage hơn. Để sử dụng chiếc bồn massage chân Rio FTP H5, đầu tiên các bạn đổ nước vào bồn, lưu ý là nước không được quá lạnh. Sau đó cắm thiết bị vào nguồn điện, lưu ý là thiết bị sẽ tự động tắt sau 60 phút sử dụng. Sau khi cắm nguồn điện rồi, chúng ta bật nước nguồn để mở bồn massage chân. Sau đó các bạn có thể chọn các chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Muốn tăng nhiệt độ thì các bạn có thể chọn nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 48 độ C. Ngoài ra các bạn có thể chọn thêm chức năng massage sủi và trị liệu bằng đèn hồng ngoại bằng cách nhấn nút massage sủi. Chọn chức năng massage rung bằng cách nhấn nút massage rung. Các bạn có thể sử dụng hệ thống các con lăn nhằm massage các huyệt nằm dưới gan bàn chân. Đối với khay đựng hương liệu thì hãy mở nắp khay đựng hương liệu ra trước khi đổ đầy nước vào thiết bị. Các bạn có thể sử dụng một vài giọt tinh dầu hoặc là đặt một túi hương liệu vào khay đựng hương liệu. Sau khi sử dụng xong thì cần phải tắt thiết bị và rút vít cắm ra khỏi nguồn điện. Khi đổ nước thì lưu ý không được đổ nước qua bảng điều khiển. Thực sự là chỉ sau vài phút ngâm chân với chiếc bồn massage chân Rio FTP H5 thì Thu Phương cảm thấy thực sự sảng khoái các bạn ạ. Sản phẩm này thì có xuất xứ thương hiệu và được nhập khẩu chính hãng tại Anh, bảo hành đến 24 tháng tại meta.vn, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại meta.vn nhé. Hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại comment ở số điện thoại ở video này hoặc là liên hệ đến hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh là 028-3833-6666 hoặc tham khảo thêm các sản phẩm bồn ngâm chân chính hãng khác trên website meta.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.